Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ cho anh em xem qua cái con tướng xương này. Bộ combo của mình thiết cập hiện nay là dùng cái vũ khí chính của nó là cái xương này, Magic Wand này, cái lưỡi hái này, sấm sét này, sấm sét nâng cấp này, ỷ thiên kiếm này và nước thần. Đấy, bộ kỹ năng nội tại thì có kỹ năng nội tại kích hoạt của nước thần tăng thời gian hiệu ứng. Nội tại của lưỡi hái tăng phạm vi, nội tại của ỷ thiên kiếm tăng may mắn, nội tại của nước hút. Ngoài ra thì có nội tại của sét nữa là tăng số lượng đường đạn của tất cả những cái vũ khí khác. Ngoài ra thì lại có tiếp tục nội tại của Magic Wand. Nội tại mà mình dùng thêm ở đây đó chính là cái tăng thời gian hiệu ứng thôi anh em ạ. Cái này là đi với cái vũ khí là sách nha, mình kết hợp thêm ở đây. Nếu mà anh em không thích cái nội tại này thì anh em có thể lấy một trong hai cái nội tại khác, đó chính là cái nội tại cộng tiền chẳng hạn này, hoặc là cái nội tại tăng sát thương, hoặc là cái nội tại phục sinh hồi sinh để cho anh em kiếm thêm tiền, hoặc là anh em có thể kết hợp một cái nội những cái nội tại khác tùy. Còn không thì mình nghĩ năm cái vũ khí này khá là ngon, lấy công bù thủ tăng số lượng gây sát thương khá là ngon. Chúng ta sẽ đợi đến phút thứ 29 để xem cái con này nó đánh đứng thế nào, quái có vào đông được không. À, nếu mà không thì chúng ta có thể thay bằng cái nội tạng tăng tốc độ đánh. Mình nghĩ tăng tốc độ đánh cũng hợp lý đó, cooldown tăng nhanh thì tăng tốc độ đánh cũng ngon. Những cái thời gian nó phóng ra như này nó sẽ kết thúc nhanh, những cái quả phóng lợn với cả ỷ thiên kiếm nó bay nó sẽ rút về nhanh, bay đến cái địch nhanh. Các con gì chết đấy anh em ạ? Hình như con bốt là phút thứ 25 nó sẽ ra đây, nó chết luôn rồi vậy. Mình cũng chưa kịp nhìn nó như nào mà nó đã chết rồi. Thôi, làm nhẹ cái dương đã, lúc phải có tiền nữa. Tầm này phút 29 này cũng có vẻ quá có thể vẫn vào được đấy. Tăng phạm vi à, tăng thời lượng à? Tính ra cái nội tại tăng thời lượng của cuốn sách này ở đây chỉ kết hợp được với mỗi cái nước thôi, vũ khí nước thôi anh em, nên là tính ra bộ combo này chưa phải là mạnh nhất đâu. Mình nghĩ nên thay cái tăng thời lượng đấy bằng cái tăng tốc độ đánh. Không, không cần tăng tốc độ đánh đâu, thế nào tăng sát thương đi. Mình nghĩ tăng sát thương hợp lý hơn, tại vì xét nó giật khá yếu, nhưng mà tăng sát thương nó xét giật thì khả năng phút 29 là anh em sẽ giết được nhiều quái hơn. Tăng sát thương nhiều cái kỹ năng nó mới tuyệt đỉnh công phu được. Tại vì hai cái vũ khí chính của mình là cái lưỡi hái với cả cái boomerang này thì nó cũng xuyên xuyên mục tiêu rồi, nên anh em cần tăng sát thương thôi. Tầm này tăng sát thương lên chém nó phê. Nếu mà tăng sát thương thì lên được cộng mắc tăng sát thương là được 70% đâu, 50% anh em ạ, 50% được cộng mắc lên là vẫn 50%. Thì cái đam của cái kiếm này hiện nay mình thấy là 247 237 này, thì tăng 50% lên thì nó sẽ lên đến 300 đam. Còn cái giáp phóng lợn này thì sao, giáp phóng lợn này để mình để ý nhá, 72 đam anh em ạ. Giáp phóng lợn 72 đam và tăng 50% lên thì sẽ gây được trung bình 100 đam, cũng khá ổn đấy. Nên bỏ cái thời lượng này đi, bỏ cái thời lượng mà hợp với mỗi cái nước này thôi, thì anh em thay bằng cái tăng sát thương đi. Không chơi Hellfire mà chơi nước, chơi Magic Wand. Magic Wand này nó cũng quan trọng nha, tại vì Magic Wand này nó không có thời gian cooldown, khi nâng cấp lên tiến cấp lên nó không có thời gian cooldown, nó sẽ bảo vệ anh em lấy công bù thủ ấy, bảo vệ anh em và những cái mục tiêu nó áp sát lại gần mình. Magic Wand là một trong những cái vũ khí mà mình đánh giá nó thuộc dạng top đầu, top đầu của game, cả
tất cả các giai đoạn, từ lúc mới bắt đầu chơi, lúc giữa game cho đến lúc khi lết mắc các thứ, Magic Wand đều mạnh. Tầm này set rất yếu rồi anh em ạ. 70 đam này không kết được ngay một con quái. Nên là cái bộ combo này mình nghĩ hợp nhất là sẽ tăng sát thương là xịn sỏi nhất. Quét cho nó sướng. Phút 29 là sẽ mệt đây. Được cái là con này nó có cái tăng phạm vi với cả cái hấp thụ với cả cái lắc nữa, nên khả năng nó ra nhiều nhiều cái phép bổ trợ ngon. Phút 28 rồi à, quái cũng chắc cũng chả vào được đâu. Lại phút 29 rồi, 29 nó mới căng thẳng. Với cả mình cần tăng cái lượng đam lên để giết được nhiều ấy, rất là nhiều quái lên level thì được thêm túi xu, được thêm tiền. Úi dùi luôn, hấp huyết, hấp huyết anh em, hấp huyết, hấp huyết. Ra kia ăn cái lắc bên này nữa. Ngưng động thời gian, tránh xa ra, tất cả các thú tránh xa ra cho anh. Ngưng động thời gian, lát tung chảo lên. Hết rồi. Mọi việc đã kết thúc. Nên là có level 117 rồi. Cũng bình thường. Anh em farm tiền thì có thể bỏ bỏ cái nội tại này đi, bỏ cái nội tại tăng thời lượng thời gian này đi. Uầy, nước gây sát thương này theo thời gian 4,5k. Tổng đam của nước đây 3,5m. À đâu, 2,1m. Ỷ thiên kiếm 3,5m. Ỷ thiên kiếm đam cũng sướng thật. Thunder loop, Thunder loop 3,2m với 3,6k. Và Thunder loop nó gây gây sát thương diện rộng nhiều tia, nâng cấp rồi ấy. Ỷ thiên kiếm cũng xịn, nước cũng xịn. Thế thôi, tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau thôi. Bye bye.